Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thông tin ngày mới của chúng tôi. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quảng Nam khai trương cập cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Cọ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quý Thanh kiểm tra thực tế công tác quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang. Thêm 10 nhóm lao động sẽ được hỗ trợ do Covid-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 16 tháng 8. Thưa quý vị, sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố khai trương cập cửa khẩu quốc tế Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Đắc Tà Ốc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào, theo quyết định của chính phủ hai nước. Đây là dấu mốc của chặng đường mới, tạo động lực phát triển giao thương và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Đến dự lễ, phía nước bạn Lào có đồng chí Lê Lai Sĩ Phi Lai, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Sê Công, đồng chí Đông Phết Phạ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sê Công. Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại hai nước Việt Nam, Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Nam, Sê Công nói riêng, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất và khắc phục mọi khó khăn nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo trung ương hai nước về việc tổ chức lễ công bố khai trương cập cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc và đưa vào hoạt động chính thức nhằm thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng. Đặc biệt là giải quyết nhu cầu ngày càng cao về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu này, góp phần giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân hai bên thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Khi cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc được đưa vào hoạt động, chắc chắn sẽ góp phần vào việc thúc đẩy phát triển hệ thống cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung Nam Lào, Đông Nam Thái Lan. Không những thế, cặp cửa khẩu này còn góp phần thu hút các nhà đầu tư quốc tế và khu vực, hỗ trợ cho sự phát triển của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng ASEAN. Thưa quý vị, cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Đắc Tà Ốc, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào chính thức khai trương theo quyết định của chính phủ hai nước là dấu mốc của chặng đường mới, là điều kiện và cơ hội tạo sự đột phá mạnh mẽ trong quá trình hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch dịch vụ và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới. Phản ánh của phóng viên trong ngày khai trương cặp cửa khẩu quốc tế. Trong ngày vui khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Đắc Tà Ốc, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào, đoàn xe đầu tiên của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang thông quan qua cửa khẩu. Những tài xế đã nhiều lần qua lại biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào tại cửa khẩu Nam Giang, Đắc Tà Ốc đã được lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sê Công trao quà chúc mừng lần đầu tiên đi qua cửa khẩu quốc tế. Đến bây giờ mà đã thông thương rồi thì nhất là cái cánh tài xế lái xe là được đi qua đi lại thoải mái và dễ dàng. Và ngược lại là cho bản thân tôi và bản thân doanh nghiệp là không phải nằm chờ đợi. Từ cặp cửa khẩu Nam Giang Đắc Tà Ốc, tuyến hành lang kinh tế Đông Tây sẽ được kết nối, tạo rất nhiều thuận lợi trong chiến lược phát triển liên vùng quốc tế, là cơ hội và điều kiện kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung Nam Lào, Đông Nam Thái Lan, góp phần thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào khu vực, hỗ trợ cho sự phát triển của hai tỉnh Quảng Nam, Sê Công của hai nước Việt Nam, Lào, cũng như thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng ASEAN. Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc được khai trương là niềm vui và sự kỳ vọng chung của chính quyền hai nước trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Hôm nay dự lễ khánh thành khai trương cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc, tôi rất là vui mừng thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sê Công xin bày tỏ sự cảm ơn thống nhất cao của chính phủ Việt Nam, tỉnh Sê Công nước Lào. Đây là lần đầu tiên có cửa khẩu quốc tế. Bởi vì khai trương cửa khẩu tạo sự thông thương hàng hóa giữa hai nước cũng như hai tỉnh, tạo điều kiện nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, tạo điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển hơn.
Vừa qua, tỉnh Quảng Nam có tặng cho nhân dân Sê Công 100 tấn gạo. Đây cũng thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước tỉnh Quảng Nam, thể hiện tình cảm thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước nói chung. Việc cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Ngọt được đưa vào hoạt động có một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là thực hiện cái việc kết nối cái hành lang kinh tế Đông Tây từ Thái Lan qua Lào và đến Việt Nam ngược lại. Thì việc nâng cấp cái cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế là cái chủ trương rất là đúng đắn và đặc biệt cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi mà các cái điều kiện về hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu phát triển du lịch và đi lại giữa các địa phương trong hành lang kinh tế Đông Tây trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Giữa các địa phương dọc tuyến này bao gồm các tỉnh, thành phố như là Ubon của Thái Lan, Champasak, Sekong của Lào, Quảng Nam, Đà Nẵng đã có nhiều cái quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu thương mại và giao lưu nhân dân trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, khi chính thức được đưa lên cửa khẩu quốc tế thì sẽ chủ yếu tập trung cho phát triển về kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư giữa các địa phương. Đối với tỉnh Quảng Nam của chúng ta là một cái điểm cuối có cái cơ hội rất lớn về khai thác lợi thế về logistics của cảng biển và các khu công nghiệp, các khu kinh tế. Thì khi mà phát triển cái cửa khẩu quốc tế này lên cộng với toàn bộ cái tuyến đường cơ bản đã được đầu tư hoàn thành đồng bộ thì chắc chắn là cái điều kiện phát triển kinh tế, nhất là phát triển công nghiệp và du lịch của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các địa phương trong cái vùng hành lang kinh tế Đông Tây nói chung sẽ được khai thác ở mức tốt nhất. Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc đem lại hiệu quả xứng tầm với quy mô và kỳ vọng, là quyết tâm chính trị của hai nước Việt Nam Lào nói chung và hai tỉnh Quảng Nam Sê Công nói riêng. Hai bên tiếp tục quy hoạch các tiểu khu, tạo không gian hạ tầng một cách đồng bộ, thúc đẩy các hoạt động thương mại dịch vụ tại khu kinh tế cửa khẩu. Bên cạnh tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc, đây là hướng đột phá chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh nói riêng và khu vực Nam Lào với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam nói chung trong giai đoạn mới, ghi dấu mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc anh em. Cũng trong sáng qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác có buổi kiểm tra thực tế công tác quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang. Theo quy hoạch cũ đã được phê duyệt, khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang thuộc hai xã Trà Vành và La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, xã La Dê có 10 thôn, xã Trà Vành có 6 thôn với tổng diện tích khoảng 30 ha, trong đó chia làm nhiều tiểu khu phục vụ cho việc đặt trụ sở các cơ quan chức năng hoạt động tại cửa khẩu, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, các hộ kinh doanh. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc bố trí theo quy hoạch cũ còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong bối cảnh cửa khẩu Nam Giang đã được công nhận là cửa khẩu quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan cần xây dựng phương án quy hoạch mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế giao thương tại cửa khẩu. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý xây dựng khu trung chuyển hàng hóa trung tâm tiếp nhận, lưu trữ, bến bãi đổ xe phân phối hàng hóa hợp lý, tạo điều kiện tối đa cho việc thông quan, gắn kết các loại hình công trình dịch vụ như khu nhà ở và cho thuê, khu dịch vụ vận tải, khu giới thiệu sản phẩm, văn phòng làm việc, bến bãi lưu chuyển. Nhằm hỗ trợ chia sẻ khó khăn với bà con từ vùng dịch về quê hiện đang thực hiện cách ly tập trung tại các địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Nam và Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã đến tặng quà động viên cho người dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Đoàn đến thăm khu cách ly tại 4 địa phương gồm thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Phú Ninh và Núi Thành, đồng thời trao tặng mỗi khu cách ly nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng, tổng các phần quà trị giá 50 triệu đồng từ đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Nam và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Hiện nay nhiều bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh được đón về quê có hoàn cảnh khó khăn, không có công việc, chỗ ở ổn định, phần lớn là người già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai và trẻ em. Sự hỗ trợ kịp thời ý nghĩa này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phần nào tiếp sức để bà con vượt qua khó khăn, cũng như chia sẻ và động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở các khu cách ly. Quảng Nam đang tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia tích cực công tác chăm lo, hỗ trợ phòng chống dịch, giúp đỡ người bà con từ vùng dịch về quê và hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sáng qua, lãnh đạo huyện Thăng Bình đã đến thăm tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Thăng Bình đã động viên, mong muốn các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, các chốt kiểm soát dịch bệnh vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần cùng với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tính đến sáng ngày 14 tháng 8, Thăng Bình có 575 công dân đang tham gia cách ly tập trung. Từ ngày 26 tháng 7 đến nay, Thăng Bình có 15 ca mắc COVID-19. Hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát, khống chế kịp thời, không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trước tình hình nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng lên mức nguy hiểm tại nhiều địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện số 05 về tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời triệt để và cần đặc biệt chú ý an toàn tính mạng con người và tài sản khi tham gia chữa cháy, chủ động phương châm 4 tại chỗ và 5 sẵn sàng, hạn chế thấp nhất về thiệt hại, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ và canh phòng kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, nghiêm cấm mọi hoạt động sử dụng lửa trong gần rừng vào những ngày nắng nóng. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng do hoạt động sử dụng lửa trong gần rừng gây ra thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ở địa phương đó phải chịu xử lý trách nhiệm. Khi có xảy ra cháy rừng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và huy động lực lượng phương tiện tại chỗ để kịp thời chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tài nguyên rừng, đồng thời đảm bảo an toàn về tính mạng con người khi tham gia chữa cháy rừng. Khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng vừa xảy ra trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước tình hình nhiều lao động bị ngừng việc, mất việc trong thời gian giãn cách, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội vừa trình thành phố đề xuất hỗ trợ 10 nhóm lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đây là chính sách hỗ trợ đặc thù, ngoài gói hỗ trợ an sinh xã hội dành cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của chính phủ. Theo phương án đề xuất, 10 nhóm lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 là hộ nghèo, cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, giáo viên các trường tư thục, không được cơ sở ký hợp đồng, không đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra một số nhóm lao động khác, sở đang lấy ý kiến quận huyện để bổ sung thêm. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân xin chủ trương, nếu được thông qua, chính sách này sẽ được triển khai ngay trong tháng 8. Nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố kể từ 8 giờ ngày 16 tháng 8. Theo đó, trong vòng 7 ngày bắt đầu từ 8 giờ ngày 16 tháng 8, tất cả người dân tại thành phố Đà Nẵng không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Các cơ quan, công sở, đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết. Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức 3 tại chỗ trong thời gian 7 ngày. Trong thời gian này, ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn thành phố để đưa các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng. Việc đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cũng đã được chính quyền thành phố lên phương án hỗ trợ đến từng tổ dân phố, người dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vụ hè thu năm nay, đồng bằng sông Cửu Long xuống giống 1,5 triệu ha, tương đương 8,5 triệu tấn lúa, đang bước vào cao điểm thu hoạch. Dự kiến tháng 8, tháng 9 này sẽ có 4 triệu tấn lúa cần được tiêu thụ. Trước những khó khăn về xuất khẩu, về ách tắc hàng hóa, đứt gãy trong lưu thông phân phối dẫn đến chậm trễ thu hoạch, nguy cơ khiến giá lúa giảm xuống, đòi hỏi các giải pháp căn cơ kịp thời tháo gỡ. Với diện tích 210.000 ha, An Giang là một trong những địa phương có sản lượng lúa hè thu khá lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đã thu hoạch được 80% diện tích. Tuy nhiên, những khó khăn trong khâu lưu thông tiêu thụ ảnh hưởng xấu đến việc thu hoạch và giá lúa, có thời điểm chỉ còn 4.900 đồng 1 kg. Thực hiện cái chỉ thị 16, cho nên đó vấn đề mà đi lại thu mua lúa của thương lái, rồi vấn đề vận chuyển nó cũng khó, cho nên số lúa mà trong các nhà máy có thời gian nó bị tồn động, từ đó là ảnh hưởng đến cái mua lúa để người dân có thể thu hoạch và bán được với cái giá tốt. Trong khi đó, đồng bằng sông Cửu Long đang thực hiện chỉ thị 16, chỉ 50% số nhà máy xay sát lúa gạo có thể hoạt động và hoạt động cầm chừng được khoảng 30% công suất. Tồn kho nhà máy tăng cao, tiến độ thu mua bị chững lại, dẫn đến khó khăn khi ở đây bước vào thời điểm thu hoạch rộ.
Cái giãn cách kiểu này thì đâu có thể đóng gạo vào bao để mà đưa xuống xà lan rồi đưa ra ngoài tàu được. Cái xuất khẩu gạo của toàn bộ cái ngành hàng gạo bây giờ nó đang bị chặn lại. Thì chính vì những cái đơn hàng nó xuất khẩu không được, cho nên là cái lúa của người nông dân bán cũng không được, nó giảm cái giá đi. Đang nói xuất khẩu gạo nước ta đang bước vào chu kỳ giá thấp nhất trong vòng 16 tháng qua, hiện chỉ khoảng 390 USD một tấn gạo, 5/5 tấm. Đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 700.000 ha lúa hè thu, tương đương với 4 triệu tấn lúa cần phải được tiêu thụ trong tháng 8-9. Chưa kể tháng 9 cũng bắt đầu thu hoạch đại trà lúa thu đông. Sản lượng rất lớn, nguy cơ ùn ứ, lúa nằm thu hoạch khiến tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng, đòi hỏi nhiều giải pháp tháo gỡ kịp thời. Thưa quý vị, hiện nhiều loại trái cây trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đang bước vào vụ thu hoạch, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nên việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê, đến cuối tháng 8, toàn thành phố ước tồn đọng khoảng 11.500 tấn nông sản các loại, trong đó nhiều nhất là trái cây với khoảng trên 11.000 tấn. Mùa dâu rơi đúng vào thời điểm thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nên không thương lái nào đến thu mua. Dâu chín trắng cây, rụng rơi trắng đất, nhưng ông Nguyễn Hồng Thái chỉ biết đứng nhìn. Ông Thái có vườn dâu Hạ Châu trên 6.000 mét vuông. Mỗi mùa dâu trước đây, ông Thái cũng thu được 100 triệu đồng. Nhưng năm nay sắp hết vụ nhưng chưa bán được trái nào. Để mối quà mà không có lái mua, không có lái đi mua rồi sao mà bán được. Người ta phải bỏ lại rụng nhiều rụng chứ sao vậy. Nhưng năm người ta có một mùa mà người ta cũng lo chứ. Giờ nó ngày thì nó xuống, nó hao hụt. Bây giờ lái thì đợi kêu qua chỉ thị, bây giờ chủ vườn chỉ chịt thuốc cầm chừng, ví dụ qua dịch này có bán được nó nào hay mới nấy. Hàng chục hộ trồng dâu ở Phong Điền không dám bỏ trái vì hy vọng thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới và giao thương hàng hóa được thông suốt, để bán được bao nhiêu dâu thì mừng bấy nhiêu. Tổng sản lượng trái cây đang thu hoạch trên địa bàn huyện Phong Điền ước khoảng 1.148 tấn, trong đó nhiều nhất là dâu Hạ Châu với khoảng 485 tấn. Mặc dù địa phương phối hợp với các ngành tỉnh đã triển khai một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ trái cây cho người dân, nhưng đến nay hiệu quả không cao. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ, hiện thành phố còn khoảng 820 tấn nông sản chưa tiêu thụ được, trong đó mặt hàng trái cây tồn đọng nhiều nhất như dâu, nhãn, chanh. Làng hoa Tây Tựu được biết đến là một trong những vùng trồng hoa lớn nhất miền Bắc, cung ứng hoa tươi phục vụ nhu cầu của không chỉ người dân Hà Nội mà còn các tỉnh lân cận. Thế nhưng dịch bệnh bùng phát và kéo dài khiến người dân làng Tây Tựu đã lâm vào tình thế bán không được mà giữ cũng không xong. Nhiều diện tích hoa đã phải phá bỏ. Đến kỳ thu hoạch nhưng không biết bán cho ai. Số hoa cúc này ông Chiến đành phải phá bỏ. Nhà có 5 sào ruộng thì đến nay đã bỏ mất 3 sào. Đối với hoa hồng thì có thể cắt bỏ lưới này nhưng được chăm bón sẽ cho thu hoạch tiếp. Nhưng với hoa cúc, đến kỳ thu hoạch mà không bán được thì coi như mất trắng. Chăm, có chăm được chưa chắc đã bán được. Là cũng bỏ đỡ đi. Bỏ phải để 2 sào rồi. Sau này là phải đến 3 sào. Sau kia là non cũng bỏ. Từ đầu đến cuối là mất ngót 10 triệu. Một sao. Từ khi dịch bệnh COVID-19 quay trở lại, lượng hoa tiêu thụ của Tây Tựu chỉ đạt 30%. Tuy nhiên, người nông dân trồng hoa bị ảnh hưởng bởi COVID-19 lại chưa có trong danh sách đối tượng được hỗ trợ. Việc đi lại khó khăn, trong khi mặt bằng hoa tươi lại không phải mặt hàng thiết yếu, cho nên lượng hoa tiêu thụ rất hạn chế. Tổng số diện tích thực tế của làng trên 500 ha, trong khi chỉ có 30% số lượng hoa được bán ra trên thị trường cho thấy con số thiệt hại đối với người dân trồng hoa nơi đây rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, quần thể di tích Mỹ Sơn được xem là di tích đặc biệt không chỉ vì hội tụ quần thể công trình kiến trúc đền tháp mà còn vì di tích gắn với vùng cảnh quan độc đáo xung quanh. Những thực thể núi và sông suối quanh khu đền tháp đều có giá trị về văn hóa, kiến trúc tôn giáo, tạo nên trung tâm tôn giáo quan trọng bậc nhất Champa một thời. Không gian rộng lớn này hiện đang là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, những hệ sinh thái đặc trưng, những nguồn gen động thực vật quý hiếm mang giá trị quốc gia và quốc tế. Diễn biến thời tiết cực đoan năm 2021 và những ngày nắng nóng với nhiệt độ xấp xỉ 40 độ như hiện nay, việc bảo vệ khu rừng nguyên sinh có chức năng là vùng đệm quan trọng của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn này càng được tập trung cao độ.
khu rừng cảnh quan di tích lịch sử văn hóa Mỹ Sơn với diện tích hơn 1.160 ha. Kể từ khi hình thành khu bảo vệ rừng cảnh quan tại đây, lực lượng bảo vệ di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng được tăng cường thêm nhân lực, phương tiện, đảm bảo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bảo vệ an toàn vùng đệm và rừng cảnh quan cho Mỹ Sơn. Cùng với các giải pháp bảo vệ, gìn giữ rừng tự nhiên và vùng cảnh quan xung quanh, kiên quyết không để xảy ra lấn chiếm rừng tự nhiên khu vực này. Việc thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy rừng cũng như bảo vệ tốt hệ thống động thực vật đa dạng nơi đây cũng được xây dựng phù hợp với từng điều kiện thời tiết, gắn với việc tăng cường lực lượng tuần tra. Cho đến thời điểm hiện tại, rừng cảnh quan Mỹ Sơn chưa có vụ xâm hại rừng nào xảy ra. Hàng năm là Ban Quản lý di sản quá Mỹ Sơn sẽ tổ chức cho phát dọn tất cả những đường ban giúp ranh và tất cả các địa phương, những khu vực dễ cháy nhất, để mà khi mà có sự cố là tất cả anh em trong cơ quan sẽ tập trung vào cái đường ban đó. Mặc dù cháy đâu là mình từ xa là có lực lượng để mà dập từ xa, còn cái chỗ cơ quan mình á, là vẫn có một lực lượng nhất định. Chúng ta bảo đảm đường ban là để không có cháy lan qua Mỹ Sơn. Những năm gần đây là tất cả những cái việc xâm hại về rừng, về khai thác lâm sản thì không có. Không chỉ đóng góp cho khoa học nghiên cứu, rừng cảnh quan khu vực Mỹ Sơn còn có giá trị rất lớn phục vụ đời sống cộng đồng. Diện tích rừng được gìn giữ, cùng với những kết cấu địa hình độc đáo đã tạo nên một thung lũng Mỹ Sơn có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, trở thành mảng xanh góp phần làm giàu thêm giá trị cho di sản. Không chỉ phụ trách bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, lực lượng quản lý bảo vệ rừng Mỹ Sơn còn tham gia phòng cháy chữa cháy đối với rừng giáp ranh với nông sơn và khu vực phía đông để phòng xa. Mặc dù hệ thống hành lang cản lửa được chuẩn bị khá kỹ, gắn liền với công tác phối hợp với chính quyền và cộng đồng sống trong khu vực và vùng lân cận. Mỹ Sơn luôn luôn có cái kế hoạch để bảo vệ phòng cháy cháy rừng rất là tốt. Cụ thể là được xây một cái chòi canh ở trong khu vực di tích, và hàng ngày cái lực lượng bảo vệ luôn luôn ở trong chòi canh để quan sát có cái khu vực, và không chỉ của Mỹ Sơn mà rừng giáp giới với Mỹ Sơn, chẳng hạn như ở Di Hòa, Di Sơn, Sơn Viên. Đối với Mỹ Sơn, Ủy ban tỉnh cũng đã là vô cho Mỹ Sơn là đảm bảo cái việc là phòng cháy rừng, và trong nhiều năm qua thì Mỹ Sơn cũng đã làm tốt công tác phòng cháy rừng, và hầu như là Mỹ Sơn là chưa có cái vụ việc nào mà cháy rừng trên địa bàn. Tại Mỹ Sơn, diện tích rừng tự nhiên bảo tồn hiện còn hơn 1.100 ha, trong đó diện tích có rừng hơn 1.092 ha, chiếm trên 94%. Hiện nay trong khu bảo tồn có đến 37 loài thú sống ở khu vực này, đặc biệt còn tồn tại một số loài thú quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam như cu ly lớn, tê tê java, mèo rừng và cầy hương. Về thực vật có 238 loài thuộc 18 chi, 82 họ là những đơn vị cấu thành nên hệ thực vật Việt Nam có những đặc trưng riêng biệt. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, Liên đoàn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Quốc gia Brazil vừa công bố số liệu cho thấy đại dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch nước này thiệt hại ít nhất 76 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm nay. Các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian qua là Sao Paulo và Rio de Janeiro, với tổng thiệt hại lên tới hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng 6, các doanh nghiệp du lịch và lữ hành của Brazil chỉ có thể hoạt động với khoảng 57% công suất. Doanh thu từ dịch vụ du lịch trong tháng này thấp hơn 22,8% so với tháng 2 năm 2020, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát tại Brazil. Liên đoàn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Brazil kỳ vọng tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch sẽ đạt 18,2% trong năm 2021. Tuy nhiên, ngành công nghiệp không khói của Brazil khó có thể bù đắp những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra trước quý tư năm 2022. Ngoại trưởng Cuba hôm qua đã lên tiếng phản ứng các biện pháp trừng phạt gần đây nhất mà chính phủ Mỹ áp đặt nhằm vào hai quan chức và một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quốc đảo vùng Caribe này. Trên Twitter, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án các biện pháp chống lại hai quan chức của Bộ Nội vụ Cuba và lực lượng phòng chống trực thuộc các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Ông Rodriguez nhấn mạnh các biện pháp này phản ánh tiêu chuẩn kép của một chính phủ chuyên thao túng và dối trá để duy trì lệnh cấm vận chống Cuba. Phản ứng trên được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng thông qua Bộ Tài chính Mỹ viện dẫn luật Magnitsky toàn cầu về trách nhiệm nhân quyền để trừng phạt hai quan chức và một đơn vị quân đội Cuba.
Từ nhiều thập kỷ nay, Mỹ vẫn duy trì các biện pháp cấm vận và trừng phạt đối với Cuba, bất chấp phản đối của La Habana và nhiều nước trên thế giới. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden từng cam kết sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba, nhưng thực tế chưa thể hiện điều này. Công ty đấu giá hàng đầu thế giới Sotheby đang chuẩn bị cho một trong những buổi đấu giá lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 11 tác phẩm của danh họa nổi tiếng Picasso. Dự kiến buổi đấu giá sẽ diễn ra tại khách sạn hạng sang Bellagio ở thành phố Las Vegas, Mỹ vào ngày 23 tháng 10 tới. Đây sẽ là một trong những sự kiện đấu giá nghệ thuật lớn nhất từng được tổ chức tại Las Vegas, diễn ra cùng với triển lãm kéo dài 4 ngày, quy tụ những kiệt tác xa hoa của thế giới. Sotheby cho biết các tác phẩm của Picasso được đấu giá lần này thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng MGM Resort, có tổng giá trị lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Một trong những điểm nhấn của buổi đấu giá là bức vẽ nàng thơ Water sáng tác năm 1938 và ước tính sẽ được đấu giá lên tới khoảng 20 đến 30 triệu đô la Mỹ. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng thể hiện tình yêu và sự tôn thờ của danh họa Picasso dành cho Water. Ngoài ra, các bức họa khác được danh họa sáng tác trong giai đoạn 1969-1970 dự kiến cũng sẽ được đấu giá với các mức từ 10 đến 30 triệu đô la Mỹ. Đây là những tác phẩm gây ấn tượng nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Picasso. Cùng với các bức tranh của thiên tài hội họa, nhiều xe ô tô, trang sức, đồng hồ và túi sách cũng sẽ được đấu giá trong sự kiện được mong chờ vào cuối tháng 10 tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bộ câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 85%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 87%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 45 đến 85%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 85%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 90%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay đến đây kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình thông tin ngày mới được phát sóng lúc 6 giờ và phát lại lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái chào tạm biệt.